Nhà Dịch xin chào buổi sáng ông bà cô chú anh chị và các bạn. Rất vui vì được gặp lại cả nhà mình. Bà Dịch con sáng ngày hôm nay dậy ta nói vui quá trời vui luôn nè ông bà cô chú anh chị ơi. Giống như là ngày hội vậy đó hay Jimmy. Jimmy con nói xin chào ấy. Lít là lít mê quá chừng luôn. Chị nghe. Dậy chưa? Chào cả nhà. Good morning chị. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Tặng cái này nè, hôm bữa em nói chị nè. Là cái đèn em Thư tự vẽ xong rồi bỏ cái đèn vô trong cái chai á, cái này chai rượu á chị. Bật lên xem ơi, được không? Đẹp lắm luôn nha, Thư rất là khéo tay. Này là tài năng giấu trong bóng tối á, chưa có được lẽ ra bóng sáng. Em giỏi lắm, em làm đủ thứ luôn. Trời rất là đẹp luôn nha. Mắc cỡ quá à. Thiệt, đẹp lắm luôn, em tự vẽ nè. Hôm bữa là hứa là sẽ vẽ cái ngôi nhà của chị Nga. Nhưng mà do là em không có thời gian, bữa giờ em về em bận quá cho nên thôi cái này làm bữa em vẽ sẵn rồi. Xong rồi nhà em tặng cho chị. Đợt sau chị xuống đi em sẽ trả nguyên một cái ngôi nhà trong mơ của chị tặng cho chị. Đẹp lắm. Cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ, không có gì chị. Sáng sớm là phải phụ gì quá nè. Cột tóc cho mấy đứa nhỏ thiệt luôn á nội, mà cái thời gian mà để mà thay đồ cột tóc cho tụi nhỏ không nó cũng tốn hết biết bao nhiêu cái quỹ thời gian của em rồi đó. À, sáng ngày hôm nay anh Mít ảnh chiên cái bánh phan cò cả, tiếng Việt Nam kêu bánh phèn la hả ông bà cô chú anh chị. Ôi cô, cái phan cò cả của ba bà có ngon không? Ngon xỉu. Khoái cái phần còn cả của ba lắm. Sáng bữa nào cũng vậy hết trơn á, ba chiên ba bánh này là lít ăn sáng là lít mê tít tình tịt luôn. Ủa lít ông mời ông bà cô chú ăn hả? Ôi trời ơi, nuốt đi rồi nói con. Jimmy, có ăn cornflakes không? Video hoa cornflakes. Cornflakes. Coclo cornflakes. Chocolate. You don't have it? Yeah. Okay. Chocolate. Chị Nga mê cái giếp cá nhà em Thư nè. Cho nên bây giờ kêu hai vợ chồng chỉ ra đào vài gốc đem về trồng. Tại vì bây giờ nhà cái cây giếp cá tao nói nó mọc giống như một cái cánh rừng luôn vậy đó. Okay. They welcome that. They get the long through your manner. Cái cây hồng, cây hoa hồng nó có gai. Cái mùi giếp cá đó mới vừa đụng vô một cái là nó bay phản phất ra. Đó. Bứng lên thôi cũng được rồi, không cần đào đâu. Do tru du khăn rò. Em đang chuẩn bị em cắt bỏ hết cái cây hoa hồng đó đi. Tới sáng mà dịnh này tới sáng còn lâu đúng không? Đúng. Đứng đẹp. Đứng tướng cầm hoa hồng đẹp. Yeah, nếu mà look that. They look the yet to start. Anh biết gì ta, look that. Này. Này. Để gua, om du har lägg i vatten så det kommer rött. Ja. Cắt luôn đúng không? Cắt về ăn không? Rồi nghĩ sao? Ở nhà cũng có kìa. Ý là cắt thêm về ăn. Lên nhiều dữ nữa. Quá chừng luôn á, nấu lên cao mà nó thấy nó tươi tốt ghê không? Người không cần chăm sóc nó cũng tự nó lên vậy. Phá hư xong rồi lắp lại. Sao ha? Food report sao? Thích thích. Thế rồi, lấy cái gì nè. Du kan ha lite vatten på. Ja.
rất cho nó. Ủa, bây giờ phải ấy nước nó vô hay sao? Thì bây giờ tưới chút xíu nước vô đi cho nó. Nhưng mà em sợ ướt xe không? Lát ướt xe không? Không, lấy cái túi này chị ấy mà. Để vô kho liền nha. Bây giờ Lít chuẩn bị Lít đi đâu? Đi trang đề. Đi biển. Đi biển. Bây giờ là nhà dịch sẽ ra, đi ra ngoài biển, sẽ dẫn hai vợ chồng chị Nga đi ra cái khu phố cổ ở ngoài biển á. Rồi hiện tại bây giờ là cả nhà đang đứng ở Grunsun á, cả nhà mình ơi. Cái chỗ này nè chị là 110 tuổi năm nay. Năm nay là 110 tuổi, cái này giống như là những cái nhà làng chài cổ ở đây nè. Lá hồi đứng lên trên kia có cây cầu, chị em sẽ chụp hình cho chị em biết những cái góc đẹp sống ảo, em sẽ chụp hình em cho chị sống ảo. Nhưng mà rất tiếc là ngày hôm nay gió ta nói muốn bay được cái nết mất tiêu luôn rồi. Cho nên không có được đẹp như bình thường. À, cô muốn ăn nữa hả? Ở đây. Đây. Bây giờ cô muốn ăn bánh nữa đúng không? Ngày hôm nay là cái ngày gì á cả nhà, mà đông quá trời đông luôn, xe không còn chỗ để đậu xe luôn hả? Đúng là mấy bạn này nè, đứa bánh của đứa này thì không ăn, đòi ăn bánh của bé kia, còn Jimmy thì bánh kia không ăn, thích ăn bánh của mấy chị. Rồi con cầm ấy kệ cho mời cô Nga ăn chưa, có cô Nga có ăn không? Hôm nay gió quá cả nhà ơi, mà xui cho chị Nga nữa là hôm nay chị đến vô ngày chủ nhật. Mà chủ nhật thì bây giờ đã hết mùa hè rồi, cho nên mấy cái nhà hàng, mấy cái đường người ta đóng cửa hết trơn rồi. Hết mùa, sắp hết người ta đi làm lại rồi đó chị, hết mùa du lịch rồi. Cho nên mấy cửa hàng nó đóng cửa, nhà hàng cũng đóng cửa ngày hôm nay luôn. Xui cho chị quá à. Đợt sau đi xuống sớm một chút xíu, chị xuống khoảng tầm tháng 7. Tháng 7 thì trời sẽ rất là đẹp. Chị Nga tác nghiệp. Ta nói đi chơi chụp hình là chỉ có mấy chị em phụ nữ mình chụp hình được thôi, còn mấy ông đàn ông người ta nói chụp hình kiểu mà không có tâm phải không? Đúng rồi, chụp lẹ thôi. Ta chưa có kịp chuẩn bị gì hết trơn á là đã bắn cục hết rồi. Đẹp đúng không? Nó nắng lên nữa còn đẹp nữa, hôm nay gió quá. Đúng rồi. Chị lên cây cầu ở trên kia kìa, đứng ngược xuống á thì cái gió nó thổi vô mặt mà tóc gió thôi bay sẽ đẹp hơn nhiều. Cái nhà lãng mạn ha. Cái nhà đi lên cầu thang, nhà đầy hoa. Ở đây là mấy cái nhà này là nhà mùa hè đó chị. Đẹp mà mắc dữ lắm luôn á, toàn là khu người giàu ở không á. Nếu mà trời mà nắng đẹp á là đi bộ đi lên trên cái núi này nè. Chị sẽ nhìn thấy được nguyên một cái toàn cảnh, nguyên một cái vùng phía này luôn, chứ không phải là chỉ là thành phố này không. Mấy cái hẻm nhỏ nhỏ như là đi. Trong đây đỡ gió ha. Mình vô đây đi, cái con đường này là đi mất gió. Ui, cái này nó đẹp thế luôn. Ờ. 10 gram. 20 gram hả? Ờ. Cái hệ gram gì à? Cái chất lượng thật chứ. Ờ, ok. Ôi. Cái này chỉ còn dắt tờ phim nè. Tảng đá như thế này thôi mà nó cũng ra khủng khiếp như thế này. Cái này là hortensia, cái này là hoa kiểu gì à? Tú cầu mà leo, cái dạng tú cầu leo lên núi á. Bình thường cái tú cầu kia nó nằm nguyên bụi cô. Quá đẹp luôn cả nhà mình. Chị Nga. Chị biết sao mấy cái nhà ngoài đây người ta sơn màu trắng không không? Tại sao lại gần biển lại màu trắng? Chị nghĩ rằng biển sơn màu trắng nó đẹp hơn. Đẹp hơn hả? Ngoài cái đẹp ra còn cái gì nữa không?
chị nghĩ gió biển nó tạt này nó không xuống màu. Đúng rồi, cái muối biển á, mấy cái màu khác nó sẽ làm oxy hóa đây, kia lên làm màu trắng là nó đẹp nhất. Lỡ mà nó cứ xuống màu nó cũng vẫn còn giữ đúng cái, rồi. Cái sáng, dạ. Đồ sáng. Cho nên thường là... Ê, chị cũng biết chút màu sắc nha. Đúng rồi, giỏi quá. Với lại còn cái màu đỏ, cái màu đỏ này là mấy cái màu cổ của Thụy Điển từ hồi xưa tới giờ luôn. Cái màu đỏ là cái màu truyền thống. Mấy cây táo ở bên đây nè, cả nhà thấy không? Cái cây có một chút xíu, nó mọc ngay cái sườn núi như vậy mà nó cũng ra mấy cái trái táo rất là dễ thương. Mà ở bên Thụy Điển, ở bên này đi đâu cũng có trái. À, cái trái này là Rönnbär. Cái trái này cũng ăn được luôn nè. Cái trái này nó giống như là trái Việt Quốc vậy đó. À, nhưng mà nó là một dạng khác. Cái dạng này là người ta nấu mứt. Còn cái dạng Việt Quốc kia thì mình có thể mình ăn sống được. Cái cây bên trong đây là cái gì ta? Cái trái gì vậy? Cái mận hả chị? À, cái mận. Bên đây là mận, mận xanh nè. Tiếc quá. Đây, cái mùa này nó hết bông rồi chứ mà bình thường là nó bông rất là nhiều. Mấy cái bông ở đây là cẩm tú cầu mà leo lên trên đá như vậy đó cả nhà. Mà bây giờ vô cuối tháng 8 rồi. Là chuẩn bị vô thu rồi, hết bông hết hoa rồi chị. Cái cây sung kìa, cây sung của người ta kìa, thấy không, nó ra trái rồi, thấy không, cây sung kiển á. Mà cây sung này trái này ăn được luôn á nha cả nhà. Đẹp quá, nguyên cái cây to ơi là to nè. Đi lên trên cái cây cầu đó, đứng đi em chụp xuống nguyên một cái cảnh đó, cái cửa biển đi vô rất là đẹp cho chị. Octavi, xe tới rồi con. Đây nè, đứng ra đây nè, nhìn xuống đây, cảnh ở đây mới đẹp nè. Đẹp không? Hồi lúc em mới gặp anh Mít, anh dẫn em đi ra đây nè, ngay đúng ngay giữa mùa hè luôn, nắng lên đẹp tuyệt vời. Bên đây là nhìn tàu. Đúng rồi, giờ muốn chụp bên nào? Bên nào cũng được. Đẹp quá vậy ta, Jimmy nhảy đẹp quá à. Jimmy thích không? Ủa quên nữa, Jimmy không biết nói tiếng Việt Nam, không hiểu tiếng Việt Nam. Elephant hả Jimmy? Chắc đưa đây à? Vì đâu không mà chị bó cậu hát sắp với mẹ sẵn. Hả? Đã quá chừng luôn lúc. Ôi, được trai đẹp, gái đẹp, ôm hôn suốt luôn vậy. Hả? Comment me. Octavi. Chị. Em để Jimmy ở đây, nó chạy theo, nó ôm em hoài, nó hùng em hoài luôn nè, từ bữa giờ đó. Luôn nè. Đánh xả. Dở rồi Miss. Anh nhảy đẹp quá ta. Lại rủ anh Jimmy nhảy với con kìa. Lít rủ em anh Jimmy nhảy kìa. Jimmy đánh xả mấy Alice thôi Jimmy. Nắm tay nhau, hula hand, hula hand rồi dance à? Đó đúng rồi. Bây giờ là nhà dịch, tại vì chỗ này là mấy cái nhà hàng á, là người ta đã đóng cửa rồi, không có mở cửa ngày hôm nay, cho nên bây giờ nhà dịch sẽ đi kiếm cái chỗ khác, sẽ đi qua bên cái chỗ cái khu khác, kiếm cái chỗ nào đó để ăn trưa rồi xong để cho gia đình của chị Nga còn đi về nữa, tại vì từ đây đi về nhà chị Nga cũng khoảng 4 tiếng đồng hồ mới tới nhà. Đi hồi nãy là đi ngang á,
ngang qua cái chỗ này á, thấy có cái nhà hàng ở đây nè, cho nên đó hả anh mới ảnh nói với lại chị Nga là đi vô đây ăn trưa thử. Cũng chưa có vô đây ăn bao giờ hết, thì cả nhà đi cùng nhà dịch nha. Xem bữa nhà hàng có đang được không nha. Trời, nhà hàng đây đẹp vậy trời. Đẹp ha. Đó, nhà em là đi là từng cái ngóc ngách, ngõ ngõ ngách. Nhà hàng này đơn giản nhưng mà nhìn đẹp lắm cả nhà ơi. Cái cảnh này nhìn ra đây nè, tao nói cảnh quá chừng đẹp luôn. Vô mà ngày nắng nữa còn đẹp dữ nữa. Nhưng mà hôm nay có vẻ như hơi bị lạnh quá nha. Đứng đây mà gió thổi vô từ ngoài biển, thổi vô có gió biển lạnh quá. Mặc dù là đã có mấy cái kính phía ngoài che lại hết rồi. Khổ dễ sợ luôn đó ông bà cô chú anh chị. Có một mình em Thư à, mà ba bạn này dằn nhau, bạn nào cũng muốn được ngồi kế bên hết trơn á. Bạn này cũng muốn ngồi kế bên nữa nè, mà hai chị dằn rồi. Bây giờ bạn này kéo cái ghế qua đi chị nha. Có một mình em mà ba đứa nó dằn ngồi kế bên em rồi. Anh này anh kéo cái ghế qua đây anh ngồi luôn rồi. Nhìn đi nè, biết cần về rồi. Nãy giờ ôm cũng hung hoài luôn vậy đó. Ai Diêm My ở đây luôn nha. Trời. Diêm My hả? Thôi ở đây làm ở đây, ở đây làm rể cô luôn nha. Khỏi đi về nha con nha. Dành nhau à. Trời ơi. Ở ngồi đằng kia lạnh quá cho nên kéo các bạn qua đây. Gió đây có cái băm mẹ nè. Mình ngồi cho cái này chị nói tụi tôi lạnh đó, nó nóng lắm rồi. Ôi, chết rồi, chết rồi. Giờ cũng hung má vợ không mà mày cũng hung bọn gái. Được rồi đó. Thư, bước gì giờ? Sát cái dịch không hả? Ở lại thêm đêm nữa em nấu bún măng dịch cho dụ tôi hả? Dụ từ sáng tới giờ luôn em Thư, với là anh Minh Vũ. Dụ hai vợ chồng từ sáng tới giờ kêu ở lại thêm đêm nữa đi. Mà ta nói chỉ nhớ nhà quá rồi, nhớ con trai lớn ở nhà, cho nên đòi đi về hoài. Ở đêm nữa đi, nấu cho bún măng vịt ăn cho đã, rồi mai sáng về sớm. Thôi để chị về chị tự nấu. Thấy không? Mình ta nói là hết mình vì khách luôn à, mà khách không hết mình vậy em buồn quá. Lần sau đi, rồi lúc đó là chị ơi chị về sớm giùm em đi chị. Ok luôn. Đừng đó nói là dụ thêm tôi một ngày nha. Lần sau ở bao lâu nói để biết chuẩn bị tinh thần. Thì chuẩn bị gạo đi. Giờ mới mua bao gạo 20kg rồi kìa. Ờ tha quên. Ờ. Yên tâm đi. Ê, có cá khô nữa ha, đúng có rồi. Có cá khô, trời có gạo, có mì gói luôn đi, nữa. Đi đủ. Một thùng mì gói luôn nè. Chị thích xử kiểu nào không xử kiểu đó với chị. Được. Lần sau đi. Ok luôn, hứa nha. Hứa. Đây pizza, pizza đây ông bà cô chú anh chị ơi. Pizza này của Ý. Nhìn đơn giản ghê luôn á, toàn là út không mà chị. Mấy cái pizza này nè, đâu có cái topping gì nhiều đâu. Julia ăn hamburger. Julia là khoái đồ Tây đó, khoái hamburger lắm. Còn em Thư sẽ ăn cái này, nó kêu là fish soup đó. Là cái súp hải sản. Ăn với lại bánh mì nướng bơ tỏi nè. Mời cả nhà ăn. Mời cả nhà ăn. Mời cả nhà ăn chưa? Điệu ghê. Mời cả nhà ăn. Ăn được không chị? Mặn phải không? Đồ Tây nó mặn dữ lắm. Ăn xong thì em biết mà, đồ Tây có người thì điển ở đây ăn rất là mặn. Nhưng mà ăn riết quen rồi. Cá có ngon không Sophia? Có ăn thử cái pizza hả? Chị Việt Nam. Chị Việt Nam. Việt Nam là ai? Mời ai? Bỏ chân xuống Alice. Bỏ chân xuống ngoài ăn đàng hoàng. Để em thử, em thử. Mời cả nhà. Ngon mà nó tôm mì gói sáng em nấu rồi. Trời, tôm mì gói đương nhiên là ngon hơn rồi.
Nói chứ cái này rất là béo nha, rất là ngon nha, hải sản có cá có này kia ngon. Thử không chị, lấy cái muỗng thử đi ha. Đang giảm cân mà ăn toàn đồ ăn béo không? Nốt ngày hôm nay giảm bữa sau. Hôm nay trời xấu cực kỳ luôn, gió mạnh mà bây giờ lại bắt đầu mưa rồi. Hy vọng đừng có mưa lớn để anh chị về nhà cho nó an toàn. Ăn no xong rồi, bây giờ là chị Nga đi về. Jimmy nó buồn rồi kìa, nó chạy vô đó nãy giờ nó khóc rồi kìa. Ok chị, bye bye chị. Bye bye em, cảm ơn em nhiều nha. Rồi, cảm ơn vợ chồng em, nói chung là tiếp đón vợ chồng chị rất là nồng hậu. Ăn chơi đủ món. Ok rồi, rồi vui. Có dịp về lần sau tụi chị sẽ tới là đấy, ở chơi lâu lâu hơn nữa mới chơi. Phải coi thời tiết, trời ơi sao su cà na quá mà đi quá. Biển mà giống như mà tao nói đi không biết đi đâu nữa, trời nó gió mà nó vừa mưa, bữa nay mà mưa nó mới ghê đi chứ. Mốt nhớ coi ngày, coi giờ, coi phong thủy trước khi đi nha. Xác, chị phải coi phong thủy trước. Ok, ok. Thấy đôi Mika. Alex, get on my back. Để coi mà cô nghe kìa. Hey rồi Julia, đi theo con Nga đi. Ủa Jimmy đi đâu rồi? Jimmy buồn quá, Jimmy khóc quá cho nên nó hả thôi để cho anh chị đi về và sớm sớm nữa, giờ này cũng trễ rồi. Nhà dịch cũng xin phép dừng video ngày hôm nay tại đây luôn. Rất là cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và đồng hành cùng gia đình nhà dịch. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào clip sau. Bye bye.